cái tàu này nó như đá là cái đây này. Cái đây là nó khi mà dỡ lên là hai người ở hai bên có một cái cây chọt vô là bốn người dỡ lên. Là thí dụ như mà nói chung là một gia đình có mua chỉ dùng một cái này thôi, rồi cái người mắc tiếp theo á là dỡ lên bỏ vô, người mắc tiếp theo dỡ lên bỏ vô vậy thôi. Một ngôi nhà mồ cũng có cái kể cả cái bếp ga nè, cái ấm trà nè, và cả những cái tivi, những cái chiếc xe máy, và cả những cái tủ đồ luôn ha. Như người sống thì người sống xài cái gì thì người mắc cũng xài cái đó, thì những cái gì mà người sống xài thì họ cũng chia ra cho người mắc để họ nghĩ là khi người mắc đó họ cũng xài được. Cái tivi và những cái ché rượu. À, có cả một cái tivi đây theo nè, và có cả bên kia là có cả một cái tủ để mà đựng chén ở trên này đây. Ơi ơi, nói cái này, ở đây là những cái xương của con trâu hay là con bò vậy á. Ôi trời, nói này thì không thể nào hiểu hết. Ơi, ở đây có một bộ xương. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại tỉnh Gia Lai, một trong những các tỉnh Tây Nguyên. Và ngày hôm nay thì Bùi Hồ sẽ có một cái chuyến hành trình lên một cái vùng núi cao hẻo lánh của đồng bào dân tộc ở đây, và để tìm hiểu về một cái nét văn hóa khá là độc đáo, đó là chia tài sản cho người mất hoặc là lệ tục bỏ mã của đồng bào dân tộc. Và hiện nay thì các anh em đang trên cái đoạn đường đi, và thời tiết ngoài trời thì đang mưa rất là nặng hạt, và đoạn đường thì cũng khá là xa, và đây là một hành trình khá là thú vị. Và Bùi Hồ cùng các anh em sẽ chia sẻ những cái thước phim này để cho cô bác quý chị hiểu biết thêm những cái văn hóa rất là hay của người đồng bào ngay tại tỉnh Gia Lai nói riêng và ở Tây Nguyên nói chung ha. Và như vậy là với một cái quãng đường cực kỳ xa, vượt qua những cái con đèo, những cái cua dốc, và kể cả những làn sương mù, thì Bùi Hồ đang có mặt tại một cái ngọn đồi rất là hẻo lánh ngay tại tỉnh Gia Lai. Như cô bác quý anh chị cũng đã biết rồi, Gia Lai là rất nhiều dân tộc anh em, và trong đó thì khoảng hơn 40% là dân tộc Gia Gai sinh sống. Và xa xa phía bên kia, khi hiện nay thì cũng gần 12 giờ, cô bác quý anh chị thấy là mây vẫn còn ở trên sườn núi chưa tan, và hiện nay thì mưa cũng nhẹ hạt đi bớt rồi. Và cộng đồng đồng bào dân tộc ở đây sinh sống với nhau giống như là một anh em. Và cô bác quý anh chị biết không, ở bên kia là những cái sườn núi, và có rất là nhiều của đồng bào bà con dân tộc Gia Gai đang sinh sống. Câu chuyện ngày hôm nay Bùi Hồ muốn chia sẻ về một tập tục mai táng cũng như là lễ bỏ mã của người dân tộc Gia Gai. Có nơi thì gọi là tục chia của. Nhiệt độ bây giờ ngoài trời thì khoảng 25-26 độ C thôi, nhưng mà trời mưa lắc gắt. Mình chia sẻ những cái đoạn thước phim này nó khá là rùng rợn, tuy nhiên đó là một cái nét văn hóa rất là độc đáo của đồng bào dân tộc Gia Gai. Cô chú đồng bào ở đây cho rằng người sống thì cũng giống như là người mất vậy đó. Còn sống có những cái của cải vật chất gì thì khi mất cũng chôn thì cũng sẽ đem theo. Và họ có một cái tục gọi là tục bỏ mã, có nghĩa là người mất sau khi mất rồi thì đến những ngày Tết, ngày lễ thì cũng người mất cũng được ăn Tết giống như là người sống. Và sau 3 năm thì họ sẽ làm một cái lễ rất là lớn, đó là lễ bỏ mã. Đó, cô bác anh chị đã biết là ở tỉnh Gia Lai là một cái tỉnh có diện tích cũng khá là lớn và rất là nhiều đồng bào dân tộc, chứ không phải chủ yếu là dân tộc Gia Gai không. Còn dân tộc Sơ Đăng, dân tộc Ê Đê, Mường, rất là nhiều dân tộc luôn, Giao nữa, cùng chung sống với nhau. Cuộc sống của người dân ở đây á vẫn còn đó sự khó khăn, vẫn còn đó sự cực khổ, sống ở trong những cái sườn núi như thế này. Đa số là làm nương, làm gãy để trồng ngô, này, trồng bắp để mà sinh sống thôi. Và cô chú đồng bào á thì cũng ít ra ngoài chợ lắm, và sống với cái tục từ xưa đến nay rồi, rất là lâu rồi. Thôi bây giờ mà cô bác quý anh chị qua đây với Bùi Hồ ha. Đến đây vào một buổi trưa, trời thì mưa lắc gắt, và quay cái cảnh khá là tâm linh rùng rợn. Cũng mong rằng thước phim này á sẽ chia sẻ cho cô bác quý anh chị biết về một tập tục khá là độc đáo của đồng bào dân tộc Gia Gai tại tỉnh Gia Lai. Và trước khi lên đến trên kia thì mình sẽ leo qua một cái sườn này để đi lên trên kia. Nó giống như một cái nghĩa địa vậy cô bác quý anh chị. Ở đây là trên cái ngọn núi ha, và đất ở đây là đất đỏ,
Đây mời cô bác anh chị cùng với Bùi Hồ ha. Các cô chú đồng bào á, sống ở trong rừng biết rồi, quen rồi, qua nhiều đời truyền lại với nhau thì đây là những cái loại cây gừng. Thì cô chú sử dụng những loại cây nào mà làm thuốc, làm sử dụng để trị bệnh, sử dụng cây nào làm lương thực thì các cô chú có nhiều kinh nghiệm rất là hay luôn. Ở đây có cục đá gì á? Đá nè. Mình thì không có dám lấy những cái vật dụng ở đây đem về. Đây có một cái cục đá nè. Bây giờ ở đây thì có cũng khá là nhiều, giống như là nhà mồ vậy á. Và mình đến đây chủ yếu là chia sẻ về cái văn hóa tục lệ chôn cất của cô chú là đồng bào, chứ không vì mục đích gì khác mạo phạm. Thì cũng mong rằng là các ông bà ở đây hoan hỷ cho mình ghi được, xin phép ghi hình cái đoạn clip này để gửi cho các cô chú xem, để hiểu thêm một cái nét văn hóa mà có từ rất là lâu đời rồi. Đây cô bác anh chị. Không biết thì các ngôi nhà mồ này có phụ thuộc vào điều kiện kinh tế của mỗi gia đình hay không. Tuy nhiên thì mình nhìn xung quanh ở đây á, thì các nhà mồ ở đây là ở ngoài được rào bởi lưới B40. Rồi sau đó là phủ một cái lớp cát lên, quay gần gần đây tí xíu. Rồi có cả những cái chai này, chắc có lẽ là những cái lễ hội đó, rồi cái những cái ngày lễ á, rồi uống rượu á. Và có cả những chai bên kia kìa. Và ở trên thì có những cái cây chổi nè, cái người, và có cả những cái chai nước. Ở đây có một miếng gỗ. Miếng gỗ. Theo được biết rằng thì nếu như nhà nào có nhiều của thì sẽ chia của cho những người mất, giống như là cho những người còn sống. Gần gần coi chừng nó con sâu rất là to. Con sâu này là con sâu gì á? Thấy không? Đây, cái miếng ván của cái phần mộ bên đây á thì được dựng đứng lên, chấn những cái phần cát lại ha. Còn cái miếng ván của cái mộ bên đây nè, chắc không biết ông hay bà ở dưới đây nè, mất cũng đã lâu chưa. Mình có thấy được có thuốc nè, có hai cái chum, có những cái ly, và ở trên là có những cái gùi. Đây là những cái dụng cụ để sinh hoạt của ông bà này lúc mà còn sống á, thì mất rồi cũng phải đem theo ở trong cái nhà mồ như thế này. Đây, qua đây nè. Ở đó là những cái mộ bằng đất, còn ở đây được xây những cái nấm mộ bằng gạch. Chắc đây là một ngôi nhà, rất một ngôi nhà có điều kiện kinh tế giàu có. Đây là mộ. Mình không nên quay ngay tại cái tên của người mất. Ô, đây. Ô, có cả đem theo có cả một cái chiếc xe gắn máy, có một cái chế rượu, có đem theo một cái xe gắn máy, một cái chế rượu luôn, cái máy cắt cỏ của các anh chị, anh này qua này, có thể là mình nhìn vô đây mình có thể thấy là
cái ngôi mộ của chú này mất á, nằm xuống á là lúc đó là dùng để chở những cái đồ á, rồi có cả những cái đồ sạch là lúc mà lúc sống là làm gì là mất đem theo luôn. À. Còn bên đây, ô, ô, một cái ổ mối rất là to trên ngôi mộ luôn. Và mình thấy ha, một cái ổ mối cực kỳ to luôn. Và theo tục lệ của người Hoa thì nơi nào mà có, ơi tự nhiên máy mờ luôn, ơi tự nhiên có cái ổ mối như thế này nè, con cháu làm ăn rất là thành đạt và người ta không nên đụng đến cái ổ mối này ha. Có một cái ấm bên kia kìa, có cả những cái vỏ sách ha. Đó, thấy không? Và đây một cái mái che này mới thay mới nè. Có một ổ mối rất là to luôn. Còn ở bên đây là, ở bên này cô bác anh chị thấy là có hai cái giống như là cái cổng vậy ha. Đúng không? Đúng không? Giống hai cái cổng đó. Ôi, đi giữa trời mưa mình cũng cảm thấy nó có điều gì đó nó khá là tâm linh. Ồ, không phải là chỉ 4-5 phần mộ mà có rất rất nhiều nha cô bác của anh chị. Nhưng mà ở trên cái sườn núi rất là nhiều đá cứng á, nên cái cách người ta đào cái huyệt mộ cũng rất là khó chứ không phải là đơn giản. Bây giờ mình càng ngày càng lên đây ha. Bước vô đây đi. Ở đây cũng có một cái chiếc xe nè, trong cả một cái chiếc xe gắn máy theo á, lúc bình nữa. À, cô bác anh chị biết không, ngày xưa mà từ cái thời mà vua chúa thì khi mà các vị vua ở Trung Quốc rồi đó, khi mà mất rồi á, chôn theo những cái vòng vàng bạc châu báu ha, và thậm chí là những người tùy tùng đi theo nữa, thì đây là một cái phong tục mà của người dân tộc, của người đồng bào người Gia Rai á, của tỉnh Gia Lai, thì nó cũng giống như vậy. Người ta tin rằng là khi mà có thể là mất á, thì lúc mất thì cũng giống như là lúc sống, của cải có gì đều phải đem theo hết. Đây, có một cái chế rượu, có cái kiền nấu nước, có những cái chai nước mà không biết nữa. Mình thấy chung là ở đây là đa số là có những cái chai nước ha. Đây là một ngôi mộ được cắt rất là kiên cố, một cái mái nhà mộ kiên cố và có cả cái tivi, hình như là hai ngôi mộ đúng không, và có cả một cái tivi và những cái ché rượu, có cả một cái tivi đây theo nè, và có cả bên kia là có cả một cái tủ để mà đựng chén ở trên này đây. Ơi, nói cái này. Ở đây là những cái xương của con trâu hay là con bò vậy á. Ôi trời, như thế này. Ở bên cái đó nữa kìa. Ở đây nữa nè, treo lên đây nữa nè. Bên kia có một cái sừng của con, em zoom lại gần cho cô bác anh chị thấy rõ, sừng của con trâu ha. Đây, và trên cái nóc của ngôi mộ này có cả cái đệm luôn. Cũng mong rằng là ông bà ở đây hoan hỷ để cho các anh em chia sẻ đoạn clip này, không đến đây với một cái tấm lòng thành kính, kính viếng, và để tìm hiểu một cái nét văn hóa để cho mọi người có thể hiểu thêm về một cái tập tục rất là lâu đời như thế này, mà không thông qua những người dân địa phương hoặc không thông qua những thước phim á thì không thể nào hiểu hết. Ở đây có một bộ xương hàm của con bò đúng không, cũng không rõ lắm, có một bộ xương nè. Thấy không? Trời, bên đây. Một ngôi nhà mộ cũng có cái cởi cả cái bếp ga nè, cái ấm trà nè, và cả những cái tivi, những cái chiếc xe máy và cả những cái tủ đồ luôn ha. Ha. Có cả các ngôi mộ ở đây đều có những cái máy nhà mộ á. Có một cái ngôi mộ duy nhất là đặc biệt là không có cái, mà chỉ có cái phần quan tài nằm lộ lên thôi. Qua đây,
em có thể quay hết đây. Của cả những cái chiếc gùi và có lẽ là những cái ngôi nhà nào đó thì có điều kiện kinh tế thì sẽ xây cái phần nấm mộ lên, được dán gạch đá đá hoa cương đồ. Còn những ngôi nhà mà không có điều kiện kinh tế thì chỉ phẫn cái phần cát lại thôi. Ngày hôm nay thì Bùi Hồ có dịp đến đây á, thì chia sẻ về một trong những cái tục rất là độc đáo của đồng bào dân tộc Gia Gai ngay tại tỉnh Gia Lai. Thì có đồng hành với Bùi Hồ có Hiển. Hiển sẽ chia sẻ những cái gì mà Hiển nghe mẹ kể lại nè. Rồi Hiển đã từng đi một cái tục giếng của người mất của đồng bào dân tộc Gia Gai ở đây. Hiển ơi, chắc có lẽ là em sẽ nói về mình tí xíu ha. Em là người Gia Lai hả Hiển? Em là người gốc ở Gia Lai. Em cũng đã đi cái tục đến xem cái giếng những người mất ở đây. Dạ, nhiều anh. Tại do là ở em là xung quanh đó, thì đa số là đồng bào nhiều lắm. Đồng bào nhiều lắm thì nói chung là mình ở gần đồng bào rồi mình cũng quen với lại nhiều người đồng bào á. Rồi nhà họ có người mất thì mình cũng đi như là người kinh với nhau vậy thôi. Rồi mình tới thì có nhiều nói chung là nhiều đồng bào lắm. Ở gần nhà em thì đồng bào thì nó không có những cái phong tục này. Nhưng mà ở trong này là trong miền núi. Từ nhà em vô này á là hơn 70 cây lận, đi qua hết 2-3 ngọn núi, đi qua cái đường đèo thì mới tới đây. Thì trong này nó hẻo lánh hơn, thì nó còn những cái phong tục xa xưa hơn, nên nó có những cái phong tục bỏ mã. Còn ở ngoài em thì họ, những cái ngôi làng ngoài nhà em thì nó ở gần người Kinh á, thì họ cũng học theo người Kinh được nhiều á, thì họ bỏ hết những cái phong tục đây rồi. Thì ở trong đây thì hình như họ cũng chắc cũng đang bỏ dần đi. Tại do là người Kinh họ cũng bắt đầu vô đây, họ ở và buôn bán trong này rồi á, thì họ cũng, người đồng bào trong đây họ cũng bắt đầu phát triển hơn. Và ngày hôm nay thì những thông tin mà Bùi Hồ có góp nhặt lại được á là từ trên mạng, từ những cái sách báo, và ngày để đi một vòng để cho Hiển chia sẻ để cho nó chính xác cái thông tin này. Được biết thì cái ngôi nhà này là ngôi nhà, gọi là ngôi nhà chung của mã. Thì khi mà người chết á, người mất đi á, thì trong vòng 3 ngày là bà con tập trung ở ngoài đây, cả làng dân làng tập trung ở đây làm một con heo hoặc con bò là ở ngoài đây, lòng chân là họ làm, họ ăn nhậu ở đây. Rồi khi mà bà con mà tới thăm á, tới viếng á, tới thắp nhang á, là họ sẽ chia cho một người một cục thịt mang về. Tại do hồi trước em có đi thăm, đi viếng một gia đình người đồng bào á, là cũng quen biết, là họ tặng cho một cục thịt mang về, họ mời mình một ly rượu, mình không biết uống, mình phải nhấp môi. Họ tặng mình không lấy, nói chung là họ tặng là phải lấy, chứ còn không lấy là không được. Cái phong tục người ta là vậy. Em có nghĩa là phần lòng nữa là người ta sẽ tự nấu nướng ở đây, dạ, ta ăn. Còn cái phần thịt đó là người nào đến giếng ở trong vòng 3 ngày, đến ngày mở cửa mã, dạ, đúng rồi, là người ta sẽ cho một cục thịt đem về nhà, dạ, và rồi bắt buộc cái cục thịt đó là người đi giếng là phải lấy, và rượu đó là mình phải uống, mình không biết uống thì mình sẽ nhắm môi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Có nghĩa là những người đó là ở đây là những người mà có người thân mất á, là sẽ cùng ăn ngủ ở đây luôn. Cả làng luôn, cả làng luôn. Rồi những cái ngôi làng khác tới thăm viếng nha. Là như vậy. Thì tại do hồi trước em có đi, em chở mẹ đi, thì em đi thắp nhang cho một người đồng bào á, họ mắc á, thì tới là họ cũng mời mình một ly rượu với lại tặng một cục thịt cho mình mang về. Thì hồi trước em có đi một lần thì em biết vậy. Ở đây thì cô bác anh chị biết được không, là có những cái phần mộ á thì được xây bởi những cái cây trụ cột kia. Tuy nhiên có những cái phần mộ á thì có những cái hàng rào bằng và những đục bởi những cái khối gỗ. Hiển ơi, cái này là đục như hình tượng á, những cái khối gỗ. Em nghe mẹ kể là đọc những cái hình đây nè, và những người xưa, người già họ nói là người đồng bào họ xem, họ có thờ những cái vị thần riêng của họ, mình không có biết được. Thì họ tôn sùng những cái vị thần của họ, và khi người nhà họ mất đi là họ đọc những cái hình tượng đây, là coi như là như cái những cái vị thần bảo vệ cái ngôi mộ của họ. Và có những cái chiếc sừng đây nè,
Ừ. Nó có ơi lên như những cái chiếc sừng á, là họ người đồng bào họ có cái phong tục gì của họ và họ có cái tôn thờ những cái vị thần riêng của họ thì em không biết, nhưng mà cái kiểu như là họ làm cái đó là xung quanh những ngôi mộ luôn là để bảo vệ cái người đã mất của họ. Ừ. Em nghe người lớn hồi xưa họ nói vậy. Còn chôn theo mấy cái đó là chôn theo mấy cái như này thì gọi là chia của. Ví dụ như người còn sống thì người còn sống mình thì ví dụ như có con cái rồi 3-4 đứa thì ví dụ như đất đai thì chia ra đứa một miếng hoặc là có cái gì chia ra. Còn người đồng bào thì khi mà người mất đi á, là trong nhà những người đó họ xài cái đồ gì á thì họ sẽ chia đều ra luôn. Có cái mũ bảo hiểm nữa nè, đầy đủ luôn. Cái đây là cái gì giống như cái rìu của ấy, họ bỏ vô, họ có làm cái lỗ này, họ bỏ cái nó có miếng sắt chọt vô đây, họ đi chặt cây chặt gỗ. Đó là, này gọi là tục bỏ mã, còn được gọi là tục chia của. Nó có nhiều cách gọi lắm mình không biết nữa. Mình thế hệ sau mình còn nhỏ mình không biết thì nghe người lớn nói sao mình nghe vậy thôi. Em nghe mẹ em kể lại thôi, là trên này có một cái quan tài, giống quan tài đá, là một gia đình là chỉ có dùng một cái quan tài đó thôi. Một gia tài, khi mà người chết á là ví dụ như là người chết là chôn vô đó, nhưng mà cái quan tài đó là dỡ cái nắp lên được, là khi mà người mất tiếp theo á là sẽ dỡ lên rồi bỏ tiếp, cứ bỏ liên tục như vậy. Một gia đình chỉ dùng có một cái quan tài à. Là em nghe mẹ kể vậy thôi. Là ở trên đây có một cái này. Cái này thì hình như là phong tục xa xưa lắm rồi, là bây giờ người ta họ bỏ cũng gần hết rồi. Thì ở trong cái ngôi làng này thì chỉ còn có một cái này thôi. Đây. Cái quan tài này nó như đá, là cái đây này. Cái đây là nó khi mà dỡ lên là hai người ở hai bên có một cái cây chọt vô, là bốn người dỡ lên. Là thí dụ như mà nói chung là một gia đình có chỉ dùng một cái này thôi, rồi cái người mắc tiếp theo á là dỡ lên bỏ vô, người mắc tiếp theo dỡ lên bỏ vô vậy thôi. Là cứ một gia đình dùng một cái này. Thì em nghe má em kể là những người lớn hồi xưa là kể vậy thôi. Như người sống thì người sống xài cái gì thì người mắc cũng xài cái đó. Thì những cái gì mà người sống xài thì họ cũng chia ra cho người mắc, để họ nghĩ là khi người mắc đó họ cũng xài được thì họ nghĩ vậy. Thì những cái gì mà ở nhà họ xài được và người đó hay xài thì họ mang ra đây họ để cho người mắc xài. Ví dụ như ở đây là có tivi luôn nè, rồi có những cái chum rượu nè. Người mắc họ chia cho cái đó tivi, rồi có chỗ thì có xe máy, có chỗ thì ví dụ như người đó họ làm cái nghề mà đi chở hàng chở đồ thì họ cũng họ như trên đây là có cái xe máy, có thêm cái giỏ tài xế ngoài sau nữa. Ở giang miền núi gọi là cái đó là cái giỏ tài xế. Cái giỏ tài xế bằng sắt á, thì khi người ta họ chở đồ họ bỏ ở đó. Rồi có máy phát cỏ nữa, thì chắc hồi trước là họ làm cái nghề phát cỏ này kia đó. Thì nói chung là người sống họ xài cái gì và khi họ trước kia họ làm cái nghề gì thì họ sẽ chôn theo họ mang theo cái đó. Nó cũng mang một cái ý nghĩa giống như không có giấy tiền vàng mã. Thì trong đây vùng sâu vùng xa mà đâu có giấy tiền vàng mã. Mới gần đây thôi, mới vài năm gần đây thôi thì người Kinh á họ mới vô đây họ ở, họ sinh sống, họ buôn bán á, thì họ cũng rồi họ mới có xây cái này nè. Chứ còn hồi trước á thì không có đâu. Hồi trước thì chỉ có cây gỗ nè. Cây gỗ là người đồng bào á họ tự đi lên núi họ chặt họ làm, xong rồi sau này cái vô đây người Kinh vô đây á thì họ mới học theo người Kinh họ làm mấy cái này. Chứ còn hồi trước thì không có. Hồi trước thì chỉ có gỗ đồ làm như vậy thôi. Mình cũng đã chia sẻ một cái đoạn clip về phong tục chôn cất của người dân tộc Gia Gai tại tỉnh Gia Lai. Đây là một cái phần tập tục có từ rất là lâu đời của đồng bào Gia Gai. Thì mong cái đoạn clip này sẽ cô bác anh chị sẽ hiểu thêm về một cái phong tục chôn cất của đồng bào Gia Gai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý chị ở video clip sau.